cái nhà nhà cao tầng không có. Wow.
Việt Nam có 54 thành phần dân tộc. Trải qua bao thế kỷ, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã gắn bó, đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ bờ cõi, giành độc lập tự do và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất và đa dạng của văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được thể hiện rõ trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, vật thể và phi vật thể của cộng đồng tộc người. Một trong những đặc trưng chung tạo nên phẩm chất con người và văn hóa Việt Nam là lòng yêu nước, đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, gắn bó hòa đồng với thiên nhiên, cộng đồng làng xóm và đức tính nhân hậu, vị tha của mỗi con người. 54 dân tộc Việt Nam được xếp theo 3 ngữ hệ và 8 nhóm ngôn ngữ: Việt Mường, Tày Thái, Mông Giao, Ca Đai, Tạng Miến, Nam Đảo, Hán. Nhóm Việt Mường có 4 dân tộc: Kinh, Mường, Thổ, Chứt. Đồng bào sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước và đánh cá. Trong đời sống tâm linh có tục thờ cúng ông bà tổ tiên và các nghề thủ công truyền thống phát triển ở trình độ cao. Nhóm ngôn ngữ Tày Thái có 8 dân tộc: Tày, Thái, Nùng, Giấy, Lào, Lự, Sán Chay, Bố Y. Đồng bào cư trú tập trung ở các tỉnh vùng Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, vân vân. Các tộc người nhóm ngôn ngữ Tày Thái nói ngôn ngữ Nam Á, ở nhà sàn, cấy lúa nước kết hợp với làm nương rẫy, biết lợi dụng địa hình thung lũng, sáng tạo ra chiếc cối giã gạo, con quay cùng hệ thống mương, phai, lái, lín đưa nước về ruộng. Các nghề thủ công khá phát triển như rèn, dệt với các sản phẩm đẹp và tinh tế. Họ có quan niệm chung về vũ trụ, con người và những vị thần. Bên cạnh đó, mỗi tộc người lại có những bản sắc riêng được biểu hiện thông qua trang phục, nhà cửa, tập quán ăn uống, phong tục, lối sống và nếp sống tộc người. Nhóm ngôn ngữ Mông Giao có 3 dân tộc: Mông, Giao, Pà Thẻn. Nhóm ngôn ngữ Ca Đai có 4 dân tộc: La Chí, La Ha, Cờ Lao, Phu Phéo. Nhóm ngôn ngữ Tạng Miến có 6 dân tộc: Lô Lô, Phù Lá, Hà Nhì, La Hỷ, Cống, Si La. Các tộc người thuộc 3 nhóm này cư trú tập trung đông ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu. Nàng bản của họ được xây dựng trên các triền núi cao hay lưng chừng núi. Một số các tộc người như La Chí, Cống, Si La và một vài nhóm Giao dựng làng ven các con sông, con suối. Tùy theo thế đất, đồng bào dựng nhà sàn, nhà đất, nhà nửa sàn, nửa đất. Đồng bào giỏi canh tác ngô, lúa nếp, lúa tẻ và các loại rau, đậu trên nương rẫy và ruộng bậc thang, đồng thời phát triển các nghề thủ công như rèn, dệt vải, đan lát. Đặc biệt, phụ nữ vùng cao rất giỏi dệt vải, thêu thùa, làm ra những bộ trang phục độc đáo cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng. Chợ phiên là nơi thể hiện rõ bản sắc văn hóa vùng cao, phô diễn toàn bộ đời sống kinh tế, từ văn hóa ẩm thực, văn hóa mặc, nghệ thuật thêu thùa, in hoa, biểu diễn âm nhạc, múa khèn, vân vân, mang đậm dấu ấn văn hóa tộc người. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer có 21 dân tộc: Bana, Bờ Râu, Bờ Ru, Vân Kiều, Chơ Do, Co, Cơ Ho, Cơ Tu, Dẻ Chiêng.
Hre, Kháng, Khmer, Khmu, Mảng, Sinh Môn, Mlông, Ơ Đu, Mạ, Rơ Măm, Tà Ôi, Sơ Đăng, Dít Tiêng, đồng bào cư trú và rải rác ở khu vực Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đời sống kinh tế chủ yếu canh tác nương rẫy theo phương pháp chọc lỗ tra hạt, kiến trúc nhà nông và một kiến trúc nhà rông. Nhà dài Tây Nguyên, chùa của dân tộc Khmer, nghề thủ công đan lát và lễ hội văn hóa cộng đồng là những nét văn hóa độc đáo của cư dân Môn, Khmer. Nhóm ngôn ngữ Nam đảo có 5 dân tộc: Chăm, Gia Rai, Ê Đê, Ra Lai, Chu Ru. Đồng bào cư trú tập trung trên các cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên và dải đất ven biển miền Trung. Văn hóa Nam đảo mang đậm nét mẫu hệ. Nhóm ngôn ngữ Hán có 3 dân tộc: Hoa, Ngái, Sán Dìu. Đồng bào cư trú trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Văn hóa Hán mang đậm nét phụ hệ. Có thể nói văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em. Trong đó có những tộc người bản địa sống trên lãnh thổ Việt Nam, có những dân tộc di cư từ nơi này đến nơi khác, có những dân tộc chỉ có số lượng vài trăm người, có những dân tộc có hàng triệu người. Nhưng các dân tộc luôn coi nhau như anh em một nhà, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, chung sức xây dựng bảo vệ Tổ quốc, như lời Bác Hồ đã căn dặn trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Ra Rai, Ê Đê, Sê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự chủ của chúng ta. Việt Nam có 54 thành phần dân tộc. Trải qua bao thế kỷ, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã gắn bó, đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ bờ cõi, giành độc lập tự do và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất và đa dạng của văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được thể hiện rõ trong các hoạt động kinh tế, văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng tộc người. Một trong những đặc trưng chung tạo nên phẩm chất con người và văn hóa Việt Nam là lòng yêu nước, đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, gắn bó hòa đồng với thiên nhiên, cộng đồng làng xóm và đức tính nhân hậu, vị tha của mỗi con người.
54 dân tộc Việt Nam được xếp theo 3 ngữ hệ và 8 nhóm ngôn ngữ: Việt Mường, Tày Thái, Mông Giao, Ca Đai, Tạng Miến, Nam Đảo, Hán. Nhóm Việt Mường có 4 dân tộc: Kinh, Mường, Thổ, Chứt. Đồng bào sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước và đánh cá. Trong đời sống tâm linh có tục thờ cúng ông bà tổ tiên và các nghề thủ công truyền thống phát triển ở trình độ cao. Nhóm ngôn ngữ Tày Thái có 8 dân tộc: Tày, Thái, Nùng, Giấy, Lào, Lự, Sán Chay, Bố Y. Đồng bào cư trú tập trung ở các tỉnh vùng Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, vân vân. Các tộc người nhóm ngôn ngữ Tày Thái nói ngôn ngữ Nam Á, ở nhà sàn, cấy lúa nước kết hợp với làm nương rẫy, biết lợi dụng địa hình thung lũng, sáng tạo ra chiếc cối giã gạo, con quay cùng hệ thống mương, phai, lái, lín đưa nước về ruộng. Các nghề thủ công khá phát triển như rèn, dệt với các sản phẩm đẹp và tinh tế. Họ có quan niệm chung về vũ trụ, con người và những vị thần. Bên cạnh đó, mỗi tộc người lại có những bản sắc riêng được biểu hiện thông qua trang phục, nhà cửa, tập quán ăn uống, phong tục, lối sống và nếp sống tộc người. Nhóm ngôn ngữ Mông Giao có 3 dân tộc: Mông, Giao, Pà Thẻn. Nhóm ngôn ngữ Ca Đai có 4 dân tộc: La Chí, La Ha, Cờ Lao, Phu Phéo. Nhóm ngôn ngữ Tạng Miến có 6 dân tộc: Lô Lô, Phù Lá, Hà Nhì, La Hỷ, Cống, Si La. Các tộc người thuộc 3 nhóm này cư trú tập trung đông ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu. Nàng bản của họ được xây dựng trên các triền núi cao hay lưng chừng núi. Một số các tộc người như La Chí, Cống, Si La và một vài nhóm Giao dựng làng ven các con sông, con suối. Tùy theo thế đất, đồng bào dựng nhà sàn, nhà đất, nhà nửa sàn, nửa đất. Đồng bào giỏi canh tác ngô, lúa nếp, lúa tẻ và các loại rau, đậu trên nương rẫy và ruộng bậc thang, đồng thời phát triển các nghề thủ công như rèn, dệt vải, đan lát. Đặc biệt, phụ nữ vùng cao rất giỏi dệt vải, thêu thùa, làm ra những bộ trang phục độc đáo cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng. Chợ phiên là nơi thể hiện rõ bản sắc văn hóa vùng cao, phô diễn toàn bộ đời sống kinh tế, từ văn hóa ẩm thực, văn hóa mặc, nghệ thuật thêu thùa, in hoa, biểu diễn âm nhạc, múa khèn, vân vân, mang đậm dấu ấn văn hóa tộc người. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer có 21 dân tộc: Bana, Bờ Râu, Bờ Ru, Vân Kiều, Chơ Do, Co, Cơ Ho, Cơ Tu, Dẻ Chiêng. Hò Rê vùng Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, vân vân. Các tộc người nhóm ngôn ngữ Tày Thái nói ngôn ngữ Nam Á, ở nhà sàn, cấy lúa nước kết hợp với làm nương rẫy, biết lợi dụng địa hình thung lũng, sáng tạo ra chiếc cối giã gạo, con quay cùng hệ thống mương, phai, lái, lín đưa nước về ruộng. Các nghề thủ công khá phát triển như rèn, dệt với các sản phẩm đẹp và tinh tế. Họ có quan niệm chung về vũ trụ, con người và những vị thần. Bên cạnh đó, mỗi tộc người lại có những bản sắc riêng được biểu hiện thông qua trang phục,
nhà cửa, tập quán ăn uống, phong tục, lối sống và nếp sống tộc người. Nhóm ngôn ngữ Mông, Giao có 3 dân tộc: Mông, Giao và Thẻn. Nhóm ngôn ngữ Ca Đai có 4 dân tộc: La Chí, La Ha, Cờ Lao, Phu Phéo. Nhóm ngôn ngữ Tạng Miến có 6 dân tộc: Lô Lô, Phù Lá, Hà Nhì, La Hỷ, Cống, Si La. Các tộc người thuộc 3 nhóm này cư trú tập trung đông ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu. Nàng bản của họ được xây dựng trên các triền núi cao hay lưng chừng núi. Một số các tộc người như La Chí, Cống, Si La và một vài nhóm Giao dựng làng ven các con sông, con suối. Tùy theo thế đất, đồng bào dựng nhà sàn, nhà đất, nhà nửa sàn, nửa đất. Đồng bào giỏi canh tác ngô, lúa nếp, lúa tẻ và các loại rau, đậu trên nương rẫy và ruộng bậc thang, đồng thời phát triển các nghề thủ công như rèn, dệt vải, đan lát. Đặc biệt, phụ nữ vùng cao rất giỏi dệt vải, thêu thùa, làm ra những bộ trang phục độc đáo cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng. Chợ phiên là nơi thể hiện rõ bản sắc văn hóa vùng cao, phô diễn toàn bộ đời sống kinh tế, từ văn hóa ẩm thực, văn hóa mặc, nghệ thuật thêu thùa, in hoa, biểu diễn âm nhạc, múa khèn, vân vân, mang đậm dấu ấn văn hóa tộc người. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer có 21 dân tộc: Bana, Bờ Râu, Bờ Ru, Vân Kiều, Chơ Do, Co, Cơ Ho, Cơ Tu, Dẻ Chiêng, Hò Rê, Kháng, Khmer, Khơ Mú, Mảng, Sinh Môn, Mlông, Ơ Đu, Mạ, Rơ Măm, Tà Ôi, Sơ Đăng, Dít Tiêng. Đồng bào cư trú và rải rác ở khu vực Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đời sống kinh tế chủ yếu canh tác nương rẫy theo phương pháp chọc lỗ tra hạt, kiến trúc nhà nông và một kiến trúc nhà rông. Nhà dài Tây Nguyên, chùa của dân tộc Khmer, nghề thủ công đan lát và lễ hội văn hóa cộng đồng là những nét văn hóa độc đáo của cư dân Môn Khmer. Nhóm ngôn ngữ Nam đảo có 5 dân tộc: Chăm, Gia Rai, Ê Đê, Ra Lai, Chu Ru. Đồng bào cư trú tập trung trên các cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên và dải đất ven biển miền Trung. Văn hóa Nam đảo mang đậm nét mẫu hệ. Nhóm ngôn ngữ Hán có 3 dân tộc: Hoa, Ngái, Sán Dìu. Đồng bào cư trú trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Văn hóa Hán mang đậm nét phụ hệ. Có thể nói văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em. Trong đó có những tộc người bản địa sống trên lãnh thổ Việt Nam, có những dân tộc di cư từ nơi này đến nơi khác, có những dân tộc chỉ có số lượng vài trăm người, có những dân tộc có hàng triệu người. Nhưng các dân tộc luôn coi nhau như anh em một nhà, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, chung sức xây dựng bảo vệ Tổ quốc, như lời Bác Hồ đã căn dặn trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Ra Rai, Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự chủ của chúng ta. Thank you.
Nhắc đến làng nghề truyền thống lâu đời ở Việt Nam, không thể bỏ qua cái tên làng gốm Bát Tràng. Làng gốm Bát Tràng không chỉ là nơi lưu giữ nét văn hóa truyền đời của Hà Nội, mà còn là một trong những nguồn cung cấp đồ gốm sứ lớn nhất Việt Nam. Trải qua bao năm tháng thăng trầm của thời gian, làng gốm Bát Tràng ngày nay là địa điểm du lịch rất hấp dẫn ở gần, thu hút nhiều người muốn tìm hiểu về kỹ nghệ làm gốm, cũng như mua về nhà những sản phẩm gốm xuất sắc nhất tại đây. Nếu bạn chưa từng đến làng gốm Bát Tràng thì có thể dành một ngày cuối tuần để đi. Và trước khi đi, hãy tham khảo bài viết dưới đây của Club để bỏ túi một vài kinh nghiệm tham quan làng gốm Bát Tràng nhé. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi, làng gốm Bát Tràng được hình thành từ thời Lý,
nằm ở tả ngạn sông Hồng, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau hơn 500 năm tồn tại và phát triển, làng gốm Bát Tràng ngày nay trở thành trung tâm sản xuất gốm sứ có quy mô chuyên nghiệp, với nhiều công ty lớn được thành lập bên cạnh những đơn vị sản xuất nhỏ theo hộ gia đình. Dẫu vậy, ngôi làng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống đáng quý và giá trị nghệ thuật được đặt vào từng sản phẩm. Ngoài các mặt hàng phục vụ đời sống tâm linh, cúng bái của người Việt, các lò gốm ở Bát Tràng còn làm ra sản phẩm tiêu dùng trang trí, trưng bày với mẫu mã, kiểu dáng và chất liệu hiện đại hơn. Các tuyệt phẩm gốm Bát Tràng hiện nay đã có mặt khắp nơi trên thị trường Việt Nam và còn được xuất khẩu sang nhiều nước ở châu Âu, châu Á. Điều thú vị nhất khi đến làng gốm Bát Tràng là được xem các nghệ nhân thực hiện quy trình chế tạo gốm hết sức cầu kỳ, tỉ mỉ. Ngoài ra, bạn còn được trải nghiệm làm những sản phẩm gốm mà mình yêu thích. Làng gốm Bát Tràng nằm tại xã Bát Tràng, bao gồm thôn Giang Cao và thôn Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo các ghi chép lịch sử, khi nhà Lý rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, dân Bát Tràng đã di cư theo. Khi đến gần kinh đô, thấy vùng đất bồi ven sông Hồng màu mỡ, họ quyết định định cư ở đó và cùng nhau tạo ra nghề làm gốm. Sau nhiều lần thay đổi địa giới và hành chính, đến năm 1964, xã Bát Tràng chính thức được thành lập. Làng gốm Bát Tràng bắt đầu ổn định và phát triển hơn. Làng gốm Bát Tràng như một bảo tàng sống động, nơi bạn có thể tham quan các khu di tích văn hóa, cổ vật, những ngôi nhà gạch, cũng như đền, đình đã có từ thế kỷ 19 để hiểu biết hơn về cuộc sống tâm linh, các phong tục, lễ hội của người dân làng gốm. Đặc biệt, trong chuyến thăm làng nghề, bạn có được trải nghiệm công đoạn tạo hình các sản phẩm gốm mà bạn yêu thích. Các nghệ nhân ở Bát Tràng sẽ tư vấn về chủng loại gốm, sứ, các loại men phủ cũng như giới thiệu những sản phẩm truyền thống lẫn công nghiệp mà các lò gốm ở Bát Tràng đang sản xuất. Nếu là lần đầu tiên đến với làng gốm, bạn có thể tham khảo, tham quan thủ đô Hà Nội kết hợp với làng gốm Bát Tràng để không phải lo nghĩ gì nhiều nhé. Thank you.
Cảm ơn bác lái xe và cảm ơn đoàn trưởng.